Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là 7 Bình Bông. Vậy là cái livestream giới thiệu phiên bản 3.3 đã kết thúc cách đây có ít phút thôi. Có rất nhiều những cái sự thú vị đã được MiYoYo hé lộ đôi chút. Trong cái video này thì 7 tôi sẽ tóm tắt lại những cái thay đổi chính của phiên bản 3.3 được chia sẻ trong livestream vừa rồi. Đặc biệt đó là ba chiếc cốt 300 nguyên thạch như thường lệ. Bạn nào mà vào đây vì cốt ấy thì nó sẽ nằm luôn ở dưới phần bình luận ghim dành cho tất cả các bạn. Thời hạn cốt là 11 giờ trưa ngày 26 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Giờ thì chúc tất cả các bạn tối tốt lành và đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Số 1 là nhiệm vụ. Trong phiên bản 3.3 thì chúng ta sẽ tiếp tục theo chân nhà lữ hành, tìm hiểu sâu hơn về cây tri thức. Lần này thì chúng ta sẽ có sự đồng hành của Wanderer kẻ lang thang mà các bạn hay gọi là môi trẻ đó. Số 2, nhân vật và vũ khí mới. Chúng ta sẽ có hai nhân vật mới là Wanderer 5 sao pháp khí hệ phong và Pha Du Gian 4 sao hệ phong cầm cung. Với vũ khí thì chúng ta cũng có hai vũ khí mới, một là pháp khí 5 sao trấn của Wanderer và hai là kiếm đơn 4 sao miễn phí. Trong phiên bản 3.3 này chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 nhân vật 5 sao mới. Phase 1 sẽ là banner của Wanderer, Ito và Farozan. Phase số 2 sẽ là banner của Lôi Thần và Azato. Số 3, event. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 event xuyên suốt cái phiên bản 3.3. Event số 1 là event chủ đề. Chúng ta sẽ quay trở lại Inazuma để tham gia một cái lễ hội ma quỷ hoặc là một buổi tiệc ma quái để có thể nhận được free một cây kiếm đơn giới hạn design siêu đẹp. Event số 2 thì chúng ta sẽ có khiêu chiến bay ở rất nhiều những khu vực ở trên map, trải rộng từ Mondstadt, Liyue cho đến Subaru. Event số 3 là trốn tìm. Trốn tìm sẽ quay trở lại, kẻ đi trốn, trốn kẻ đi tìm thì tìm kẻ đi trốn. Event này thì các bạn sẽ quá quen thuộc rồi, không cần phải giới thiệu thêm. Event số 4 này, khiêu chiến và giải đấu sa mạc. Các bạn sẽ phải đi các phòng ở trong một cái bí cảnh, khiêu chiến và kích hoạt những cái khối năng lượng tại cái bí cảnh đó. Event số 5, event cuối cùng, đó là X2, hoa thần kim, hoa chỉ thị. Số 4, thất thánh triệu hồi. Có lẽ đây là một cái thông tin mà rất là nhiều người mong chờ. Sau khi mà nhà hàng từ phiên bản 3.1, 3.2 thì sắp tới phiên bản 3.3, chúng ta sẽ có một cái chế độ chơi mới có tên là thất thánh triệu hồi. Các bạn sẽ chơi như những game thẻ bài thông thường trên thị trường mà thôi. Sẽ có hai loại khiêu chiến. Một đó là khiêu chiến offline. Các bạn sẽ đi gặp những NPC ở trên map của mình và khiêu chiến dành những cái đồng tiền riêng. Những cái đồng tiền này thì các bạn sẽ dùng để mua thẻ bài mới tại shop bài. Shop bài sẽ là một cái khu vực mới được mở ở trong cái phiên bản 3.3 sắp tới, có tên là quán rượu đuôi mèo ngay thành Mondstadt mà thôi. Ngoài ra thì khi khiêu chiến với cả NPC thì các bạn sẽ tăng những cái điểm thẻ bài. Tổng cộng là sẽ có 10 level. Mỗi level thì sẽ cho các bạn là 60 nguyên thạch. Khiêu chiến số 2 đó chính là co-op mode. Trong này thì các bạn sẽ có thể đấu bài với những người chơi khác và sẽ chả có bất cứ một cái phần thưởng gì cho các bạn cả. Chỉ có vui là chính mà thôi. Số 5, thánh di vật. Trong phiên bản 3.3 thì chúng ta sẽ có hai bộ thánh di vật mới. Bộ số 1 là tăng sát thương nguyên tố phong, tăng tốc độ đánh và sát thương bình thường. Bộ số 2 là tăng tinh thông nguyên tố và sát thương phản ứng hệ thảo tương ứng với nó. Trên đây là tất cả những cái thông tin mà các bạn cần biết về livestream giới thiệu của phiên bản 3.3. Tất cả những cái thay đổi chi tiết thì chúng ta sẽ phải đợi bản cập nhật chính thức trong khoảng hơn chục ngày nữa. Đừng quên là ba chiếc cốt ở phần bình luận ghim chỉ có thời hạn đến 11 giờ trưa ngày 26 tháng 11 mà thôi. Các bạn nhớ nhanh tay nhập kẻo lỡ nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again. A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you talking to me? Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Baladir and Kabuki Mono will cease to exist.
Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury! You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible.